Mến chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang xem kênh Nhà đất Bình Phước Quốc Hương nha. Dạ thì hiện tại em đang có mặt tại ấp 3 xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và trước mặt em đây ha là đường quốc lộ đường DT759B nha quý cô chú anh chị. Và cái hướng của em đây thì di chuyển ra Ủy ban Nhân dân xã Hưng Phước nha quý cô chú anh chị và trường mẫu giáo cấp 1 của xã Hưng Phước nhà mình ha. Và ở đây thì quý cô chú anh chị cũng thấy ha, nhà cửa dân cư quán xá tập trung ở đây cũng khá là đông ha. Và cái hướng ngược lại của mình đây thì là cái hướng di chuyển lên cửa khẩu Hoàng Diệu nha quý cô chú anh chị. Và ở đây thì quý cô chú anh chị thấy là dân cư đông đúc ha, điện cáp wifi ở đây là đầy đủ luôn. Và lô đất hôm nay em gửi đến quý cô chú anh chị là một lô đất sào cách đường quốc lộ chỉ có 900m thôi quý cô chú anh chị. Thì em cũng xin quý cô chú anh chị dành chút ít thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay của em nha. Thì đây là con đường vào trong lô đất của mình ngày hôm nay nha quý cô chú anh chị. Và quý cô chú anh chị cũng thấy ha, nhà cửa hai bên đường khá là đông đúc luôn ha. Và lô đất của mình cũng khá là an ninh nha quý cô chú anh chị. Nói chung là dân cư là hiện hữu lắm ha. Và mình sẽ di chuyển vào con đường này là con đường gần nhất để vào lô đất của mình ha. Và lô đất của mình là lô đất sào có giá cực rẻ luôn ha. Và cách đường quốc lộ chỉ có 900m thôi quý cô chú anh chị. Và quý cô chú anh chị cố gắng theo dõi hết video của em ngày hôm nay nha. Và bây giờ em sẽ di chuyển vào trong con đường đất này nha. Ở đây là đường đất hành lang lộ giới là 3m luôn quý cô chú anh chị. Và em sẽ quay toàn bộ lô đất để gửi đến quý cô chú anh chị nhà mình tham khảo nha. Dạ thì hiện tại em đã đến cái lô đất ngày hôm nay rồi nha quý cô chú anh chị. Và trước khi quay vào trong lô đất của mình, em sẽ quay cái con đường đi phía ngoài trước ha. Đường mặt tiền của lô đất của mình là hiện tại là mặt tiền đất ha. Hành lang lộ giới ở đây là khoảng 3m, xe hơi di chuyển vào là thoải mái luôn quý cô chú anh chị. Và cách đường nhựa là khoảng 100m thôi ha. Thì mình đứng ngay đây là mình thấy được cái đường nhựa ở phía ngoài ha. Và lô đất hôm nay em gửi đến quý cô chú anh chị thì là một lô đất sào có view suối ha, được 100m mặt tiền view suối luôn. Thì lô đất của mình là ngay trước mặt em đây nha quý cô chú anh chị. Và ranh đầu tiên của mình thì ngay cái cọc rào tay em chỉ ha. Và chạy dài ra đằng sau là 195m nha quý cô chú anh chị. Qua phía bên này là 35m. Đây quý cô chú anh chị thấy con đường của mình là khá là rộng ha. Và chủ nhà có rào lưới kẽm gai nè quý cô chú anh chị. Đây ha, nói chung có hàng rào kẽm gai hết rồi. Và đất của mình thì cái cặp hông của mình là trên sổ là view suối đó quý cô chú anh chị. Đây ha, suối của mình là cũng nói chung là cũng suối nhỏ thôi nhưng mà cũng không có cạn đâu quý cô chú anh chị. Đây ha, có một cái suối nhỏ nhỏ nằm đây nè. Đây, cái suối nhỏ của mình ha, nói chung là nước này chảy quanh năm. Chạy dài ra tới đằng ngoài là 100m đó quý cô chú anh chị. Nhưng mà cái cạnh ý là 100m mặt tiền view suối thôi ha. Cái cạnh bên này của mình đó là được 208m nha quý cô chú anh chị. Và cặp hông của mình là khoảng là 100m phía suối ha. Và cái cạnh phía bên kia là 195m nha quý cô chú anh chị. Và trên đất của mình thì hiện tại là có cao su ha. Phía trước á, là cao su nói chung là chuẩn bị mở miệng rồi. Nhưng mà chủ nhà chưa có mở miệng cạo nha quý cô chú anh chị. Đây nè, quý chú anh chị cũng thấy ha, rất là lớn rồi nhưng mà chủ nhà chưa có cạo ha. Và đất của mình thì tổng diện tích là 5.650,8m² nha quý cô chú anh chị. Và thuộc hướng Nam ha. Và tọa lạc tại ấp 3 xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và trước lô đất của mình ha thì có một cái ao chủ nhà đang nuôi cá khá là nhiều ở phía dưới nha quý cô chú anh chị. Đang nuôi rất là nhiều loại cá ở phía dưới ha. Đây vườn của mình đây quý cô chú anh chị thấy cao su rất là đều và đẹp luôn quý cô chú anh chị. Không có người chăm nhưng mà rất là đều luôn. Và đất của mình thì hôm nay chủ nhà gửi em bán với giá là 700 triệu nha quý cô chú anh chị. Phía trước là cao su chưa có mở miệng cạo ha. Thì quý cô chú anh chị mua về thì có thể là mình mở miệng mình cạo luôn nha quý cô chú anh chị. Nói chung là có sẵn nguồn thu ở trên đất cho mình luôn rồi ha. Và đây thì có mấy hàng cao su là đang cạo nè. Và trên đất của mình thì hiện tại là có một cái căn nhà nhỏ nè quý cô chú anh chị. Nói chung là căn nhà tạm thôi ha. Thì giống y chủ nhà người ta lên người ta muốn thăm vườn thì người ta ở tạm ở đây thôi quý cô chú anh chị. Và đây thì chủ nhà có rào kín đất hết rồi ha.
kéo lưới kẽm, kéo hàng rào kẽm gai kín đất hết cho mình rồi, thì nói chung mình cũng biết rõ cái ranh đất của mình rồi ha. Và cái lúc mua thì quý cô chú anh chị cứ yên tâm ha, thì chủ nhà sẽ mời bên địa chính vào và sẽ đo ranh cắm móc lại cho bên mình, nên quý cô chú anh chị không phải ngại về cái vấn đề là ranh móc ha. Và đất của mình thì quý cô chú anh chị cũng thấy ha, rất là bằng phẳng đẹp ha, và không vướng tranh chấp và không có mùa mã gì ở trên đất nha quý cô chú anh chị. Đất của mình nói chung là em thấy là rất là đẹp luôn. Và với diện tích là 5.650,8 m² mà giá chỉ có 700 triệu thì em thấy là giá này là mình có thể đầu tư ha, hoặc là mình mua để làm của để ở là đều được nha quý cô chú anh chị. Đây cái phần trước của mình đây, nói chung năm xào xấu thì chắc cũng có khoảng là chắc khoảng 3 xào là cao su chưa cạo đối với cô chú anh chị, còn phần còn lại là cao su đang cạo ha, cao su đang cạo mặt A. Chất đất ở đây của mình là chất đất đỏ này quý cô chú anh chị, thì em thấy là nếu như quý cô chú anh chị không muốn để cao su ha, thì mình có thể thanh lý đi và mình có thể trồng cây ăn trái đều được ha. Và trên đất của mình thì có sẵn ao view suối nữa, thì nếu mà quý cô chú anh chị có cân nhắc về cái lô đất này thì nhớ liên hệ với em qua số điện thoại là 0967557282. Em sẽ gửi hết thông tin, sổ sách, hình ảnh, vị trí qua cho quý cô chú anh chị mình tham khảo nha. Dạ thì cái view suối bên hông của mình là tới ngay chỗ cái gốc cây đó quý cô chú anh chị. Nó chạy tới đó thôi ha, là nó hết rồi quý cô chú anh chị. Và phía dưới này thì chỉ là một cái con đường mương nhỏ thôi. Và phía sau này đây là cao su đang cạo của mình nè quý cô chú anh chị. Đang cạo mặt A rồi ha. Thì quý cô chú anh chị vườn thấy là vườn của mình ha, có sẵn nguồn thu nhập, có sẵn nhà tạm ở trên đất của mình và view suối nữa, thì quý cô chú anh chị thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì đừng có bỏ lỡ qua video ngày hôm nay của em quay nha. Dạ thì lô đất của mình là rất là gần nha quý cô chú anh chị, cách đường quốc lộ là chỉ có 900 m thôi ha, và cách ủy ban nhân dân của xã Hưng Phước và trường học của xã Hưng Phước là khoảng 1,7 km thôi quý cô chú anh chị, và cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng là 167 km ha, và cách Bình Dương là 110 km, và cách Đồng Xoài là khoảng 78 km nha quý cô chú anh chị. Nói chung là đất của mình ở đây thì em thấy đất nó một nửa là đất đỏ ha, một nửa là đất đen, nói chung là hai loại đất á. Và đây là em đang di chuyển về phía cuối vườn cho mình xem cho rõ hết vườn ha. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là lô đất của mình, em thấy là đất rất là đẹp quý cô chú anh chị, thông thoáng và đẹp cực kỳ luôn. Thì quý cô chú anh chị cố gắng dành chút ít thời gian để lên xem lô đất này ha. Dạ thì em sẽ nói lại thông tin lô đất cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Dạ lô đất của mình là tọa lạc tại ấp 3 xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ha. Và có 35 m mặt tiền, một cạnh dài 195 m, một cạnh dài 208 m, và có 100 m cặp hông là view suối nha. Tổng diện tích là 5.650,8 m², và chủ gửi em bán chỉ có 700 triệu thôi quý cô chú anh chị. Thì sổ sách thì mình thương lượng trực tiếp với bên chủ nhà ha. Và cách đường quốc lộ là chỉ có 900 m thôi, thì quý cô chú anh chị có thể cân nhắc xem cái video ngày hôm nay của em nha. Dạ thì đây là cái phía cuối đất của mình nè quý cô chú anh chị. Đây, cuối đất của mình là chủ nhà cũng, nói chung là lô đất của mình thì chủ nhà rào lưới kẽm gai kín đất hết rồi ha. Cuối đất của mình là giáp cái vùng điều kế bên ha. Đây, rào kín hết đất luôn rồi ha. Đây, quý cô chú anh chị cũng thấy ha, rất là thông thoáng và đẹp luôn. Thì em cũng quay là từ ngoài đường quốc lộ vào trong lô đất ngày hôm nay cho quý cô chú anh chị mình xem rồi ha. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy đất mình là nói chung hoàn toàn là đất sạch nha. Và sổ sách thì em thấy là sổ thì sổ sẵn, và muốn công chứng liền thì vẫn công chứng được nha quý cô chú anh chị. Và nói chung là cái dịp cận Tết này thì quý cô chú anh chị nếu mà muốn thời gian công chứng lâu hơn thì có thể là nói bên em sẽ thương lượng với bên chủ nhà cho quý cô chú anh chị nhà mình nha. Và quý cô chú anh chị thấy hợp với
nhu cầu của quý cô chú anh chị phù hợp với tài chính của mình thì đừng bỏ lỡ video của em ngày hôm nay nha. Dạ thì em cũng xin tạm dừng cái video ngày hôm nay tại đây nha quý cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay của em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha.